Hello anh em, lại là mình nha, Dương Đô Vật. Đã lâu rồi không có quay clip YouTube, cũng hơn một tháng rưỡi rồi Dương ngừng không có ra clip YouTube mới cho anh em xem. Thì hôm nay Dương đã quay trở lại với một cái hãng xe mới hơn. Và hôm nay Dương sẽ giới thiệu một cái dòng xe cho anh em xem. Cũng như là cảm ơn anh em đã subscribe kênh YouTube của Dương thời gian qua. Mọi người cùng đón xem với Dương nha. Bây giờ chạy intro cái đã. Tất cả mọi người nha. Bây giờ Dương đã qua một cái hãng xe mới. Thì sau lưng Dương đây có lẽ anh em đã thấy rồi, hãng xe Dương mới vừa đầu quân về. Thì bây giờ Dương sẽ có một cái câu chào mới để khác đi những cái video cũ mà Dương đã làm ở cái hãng xe trước đó. Thì chào tất cả mọi người, mình là Dương Đô Vật đến từ Royal Enfield Việt Nam. Rồi ok, để mở đầu cho cái video quay trở lại lần này của Dương sau hơn một tháng rưỡi Dương không có làm video clip, thì Dương sẽ giới thiệu mẫu xe cơ bản dễ mua dễ sở hữu nhất tại showroom Royal Enfield Việt Nam. Đó là chiếc Meteor 350, chiếc xe có giá thành rất là dễ tiếp cận và cũng là một chiếc mà Dương cảm thấy là rất phù hợp cho anh em mua sở hữu để đi lại hàng ngày cũng như là di chuyển những cái tour ngắn dài khác nhau. Bây giờ Dương sẽ quay video chi tiết về chiếc này cho anh em xem nha. Thì do là Dương chưa có chuẩn bị kịp cái micro cho nên là bây giờ Dương sẽ quay trực tiếp bằng điện thoại. Anh em có gì thì chịu khó mở volume lớn một chút nha. Cảm ơn mọi người. Rồi ok, trước mặt mọi người đây là mẫu Meteor 350, mẫu xe classic dễ sở hữu nhất của Royal Enfield Việt Nam. Trước mặt mọi người đây là mẫu Supernova Blue. Mẫu này nó có giá VAT là 135 triệu. Thì mẫu này nó sẽ có 4 màu, có 2 màu Supernova là màu brown với lại màu blue, có nghĩa là màu xanh với lại màu nâu á, thì giá nó sẽ là 135 triệu. Còn 2 màu Fireball Yellow với lại Red á, thì nó sẽ có giá là 129 triệu 900. Thì nó sẽ có một số khác biệt ở mẫu Supernova này so với cái mẫu Fireball. Thì video clip sau Dương sẽ so sánh hai mẫu. Bây giờ Dương đang có ở đây là mẫu Supernova Blue, thì Dương sẽ quay cho anh em xem trước. Đó, đây là tổng thể xe ha. Với khi mà mấy anh em nhìn vô xe đầu tiên thì sẽ thấy cái phần ống xả mạ chrome rất là sáng. Sorry anh em luôn là mấy hôm nay Sài Gòn mưa quá cho nên xe nó hơi dơ, anh em xem đỏ ha. Rồi lần sau Dương quay cái xe nó sẽ được chỉnh chu, nó sẽ bóng loáng hơn. Thì cái bô này được bằng sắt nha anh em, mạ chrome rất là đẹp. Và cái chất mạ chrome của Royal Enfield nó rất là đặc biệt, nó sẽ không có bị xuống màu nhiều. Theo Dương thấy thì ở trên những cái xe cũ của Royal Enfield thì cái màu chrome nó vẫn rất là sáng bóng. Vì Dương cũng đang sở hữu một cái mẫu của Royal Enfield luôn, thì Dương sẽ review cái xe của Dương sau ha. Bây giờ Dương quay một vòng cho anh em xem cái xe Supernova Meteor 350 này trước. Xe được trang bị sẵn một cái tựa lưng cho người ngồi sau ha, rất là thoải mái. Anh em nào mà chở bạn gái, chở vợ hay chở con đi học, đi tour hàng ngày là tuyệt vời luôn. Và cái phần yên này nó rất là mềm, ngồi sẽ cực kỳ thoải mái ha. Anh em thấy cái độ cong của cái yên không? Cái độ cong này thì nó ôm vô cái mông của người lái rất là thoải mái. Tưởng tượng ôm con này mà đi Đà Lạt thì chắc tuyệt vời luôn, không có bị mỏi chân mà không có bị mỏi mông. Ok. Xe sở hữu một bình xăng có dung tích khá lớn là 15 lít. Thì anh em đổ đầy bình này chắc đi cũng được rất là khá ha. Và đó giờ thì anh em hay nghe Royal Enfield là nó bị nặng, nhưng mà thật sự cảm nhận thực tế của Dương tại showroom, những cái mẫu xe mới của Royal Enfield, thậm chí là con Inter 650 Interceptor, nó cũng nhẹ hơn nhiều so với đời cũ. Anh em nào không tin có thể đến showroom gặp Dương để mình chạy thử cũng như là dắt thử cái xe, sẽ biết được cái độ nhẹ của nó ngay.
Rồi, tiến về phần đầu đèn thì chúng ta có vẫn là bóng halogen ở đây, vì xe này là xe classic và xe được trang bị sẵn một cái kính chắn gió ha. Kính chắn gió này là cố định nha anh em, không có về tới về lui được. Rồi, về phần phanh trước thì chúng ta có gì? Chúng ta lại tiếp tục gặp Bybra, một hãng con của Rambo. Bybra ha anh em. Thắng này cũng rất là xịn rồi, anh em nào không có nhu cầu nâng cấp thì xài cái thắng này vẫn là rất là ok. Rồi, xe có trang bị ABS trước sau. Vì là xe cổ điển cho nên là nó sẽ không có nhiều công nghệ như những cái chiếc xe khác. Tuy nhiên vì nó không trang bị nhiều công nghệ cho nên nó cho một cái cảm xúc lái cực kỳ là gọi là mình có thể làm chủ được cái xe, mình không cần quá phụ thuộc vào những cái công nghệ. Mà như mọi người biết đó, giống như thời trang của chị em phụ nữ vậy đó, là khi mà trải qua nhiều cái gu thời trang rồi thì cuối cùng người ta vẫn trở về với lại classic, vintage, retro. Thì moto cũng vậy, moto là một món đồ chơi cho anh em mình, đúng không anh em? Thì khi mà anh em bỏ một cái số tiền ra, anh em sở hữu cái xe, anh em muốn là gì? Anh em muốn được làm chủ cái xe, được điều khiển cái xe theo ý mình. Thì đây, những anh em nào đam mê classic, vintage, retro thì anh em không thể bỏ qua mẫu này. ABS an toàn cho anh em vẫn có, và xe hoàn toàn được anh em làm chủ. Anh em muốn như thế nào thì anh em có thể điều khiển nó như thế đó. Ok ha. Và mẫu này cực kỳ nhẹ, ngồi thoải mái, rất là phù hợp cho anh em di chuyển hàng ngày, không có bị quá nặng. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết cái phần cộng đồng hồ, cộng công tắc, cũng như là mình sẽ test cái tiếng bô cho anh em nghe thử cái bô zin thực tế của con Meteor 350 này sẽ như thế nào nha. Ok, anh em đợi mình chút ha. Rồi, trước mặt anh em đây là cái chìa khóa của Meteor 350. Chìa khóa được khắc logo Royal Enfield rất là đẹp ha, từ năm 1901 anh em ha. Thì cái lịch sử của Royal Enfield này, anh em nào có nghiên cứu thì anh em sẽ biết nó có lịch sử rất là lâu đời rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở thử cái đồng hồ của Meteor 350 cho anh em xem nha. Đó, phần cụm đồng hồ tuy là xe cổ điển nhưng mà được trang bị đồng hồ LED rất là hiện đại anh em ha, thể hiện Odo ở đây. Có báo số cho anh em luôn, thường thường những cái xe cổ điển thì nó sẽ không có báo số. Ok, và phần km trên giờ nó sẽ nằm ở dòng phía ngoài. Sorry anh em ha, hồi nãy có xe mô tô chạy ngang cho nên nó hơi ồn chút. Đó, cái dòng km tốc độ sẽ nằm bên ngoài ha. Đồng hồ ở đây, Odo ở đây. Đây là những cái đèn check lỗi nha anh em. Đèn mo nè, đèn ABS, đèn báo bình. Thì khi mà các anh em di chuyển á thì cái đèn này nó sẽ tắt, nó sẽ check lúc anh em mở chìa khóa thôi. Còn nếu mà khi xe nó đang di chuyển mà nó vẫn sáng cái đèn này, có nghĩa là xe nó đang bị lỗi cái phần đó rồi. Anh em sẽ tới hãng thì kiểm tra ha. Rồi, cái đồng hồ phụ bên đây anh em có thể thấy, ở thị trường nước ngoài thì cái đồng hồ phụ này nó dùng để có một cái app mình download về để mà nó hiển thị điều hướng bản đồ cho anh em. Nhưng mà rất tiếc ở Việt Nam này nó chưa có tương thích, cho nên là mình chưa sử dụng được cái đồng hồ này ha. Nhưng mà trong tương lai hy vọng là nó sẽ sử dụng được. Rồi, đó là cái phần đồng hồ. Còn bên đây là phần cụm ghi đông để lái và phần cụm công tắc. Chúng ta sẽ có xi nhan ở đây. Rồi, passing nè, anh em thấy chưa, passing không? Gạt qua để passing. Cốt, pha, ok ha. Đó, bên đây cũng vậy, bên đây là phần bình dầu. Phần bình dầu của xe. Này là tắt mở nhanh động cơ nè. Đó, đề máy lên bằng cái nút này. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cái tiếng bô zin của xe cho anh em nghe thử nha. Ok, bây giờ mình đề máy thử cho anh em nghe cái tiếng động cơ cũng như là cái tiếng bô. Và anh em lưu ý là khi mình quay bằng điện thoại thì ở trên điện thoại cái micro của nó sẽ có lọc âm, cho nên là cái âm thanh ở đây nó sẽ không chuẩn nha anh em. Anh em chỉ nghe tham khảo thôi. Còn anh em nào ở Sài Gòn có thể đến trực tiếp showroom gặp Dương, liên hệ số điện thoại Dương để trên màn hình để anh em nghe trực tiếp cũng như là test drive thử cái mẫu này ha. Ok, bây giờ mình đề lên thử nha anh em. Đó, anh em thấy Dương đề khá là nhẹ nhàng ha, không có cần vặn ga gì hết, chỉ cần gạt qua là xe sẽ nổ máy thôi. Đó, bây giờ là cái tiếng động cơ. Rồi, anh em nghe thử cái tiếng bô nha.
Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhờ một bạn nữ ở trong showroom có một chiều cao đúng chuẩn của con gái Việt Nam luôn, ngồi thử cái xe Meteor 350 này cho anh em xem ha. Thì anh em đừng có lo, xe này bự, xe này ngồi rất là thoải mái và rất là dễ điều khiển. Ok, Hà ngồi giùm anh nha. Đó, các bạn thấy bạn nữ này có một dáng người rất là bé, không có cao cũng không có to con gì hết. Thì ngồi lên cái con Meteor này vẫn ok. Và cái độ nhẹ của nó bạn vẫn dựng lên gạt trống được bình thường luôn. Ok ha, anh em nào muốn test ride cũng như là ngồi thử xe Meteor 350 thì có thể gọi điện số điện thoại như để cho màn hình nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, cảm ơn Hà. Rồi ok anh em ha, vừa rồi là clip Dương review nhanh cái mẫu Meteor 350 của Royal Enfield. Và cái mẫu đang có xe sau lưng Dương đây là Supernova Blue. Mẫu được trang bị nhiều cái option hơn và có giá là 135 triệu. Sắp tới Dương sẽ làm thêm hai cái mẫu cơ bản của nó có giá 129 triệu 900. Thì anh em nào quan tâm về cái mẫu Meteor 350 này có thể gọi điện số điện thoại Dương để cho màn hình nha. Mọi thông tin về xe cũng như giá bán thì cứ gọi trực tiếp cho Dương, đừng có ngại. Dương lúc nào cũng có mặt ở showroom Royal Enfield Việt Nam hết. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Dương. Hãy tiếp tục subscribe kênh YouTube của Dương để xem thêm nhiều xe khác của Royal Enfield Việt Nam nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người ở clip sau.